Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào con học sinh thân mến của Vietsách. Cô Hiền rất vui khi là người đồng hành cùng với các con trong hành trình khám phá và chinh phục môn tiếng Việt lớp 5. Các con thân mến, trong tiết chính tả ngày hôm nay thì cô trò chúng mình sẽ cùng nghe viết bài chính tả Lương Ngọc Quyến và các con sẽ làm các bài tập chính tả liên quan đến cấu tạo của phần vần. Mời các con mở sách giáo khoa trang 17 để chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài ngày hôm nay. Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng mình cũng sẽ có hai hoạt động chính. Hoạt động đầu tiên, các con sẽ cùng cô nghe viết bài chính tả Lương Ngọc Quyến. Và sau đó thì chúng mình sẽ cùng nhau làm các bài tập chính tả. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với hoạt động số 1, nghe viết. Như mọi khi thì trước tiên cô sẽ đọc cho con lắng nghe một lần bài chính tả Lương Ngọc Quyến. Bây giờ mời các con mở sách giáo khoa trang 17 lắng nghe cô đọc và chúng mình sẽ theo dõi vào trong sách giáo khoa. Lương Ngọc Quyến. Lương Ngọc Quyến là con trai nhà yêu nước Lương Văn Can, nuôi ý chí khôi phục non sông. Ông tìm đường sang Nhật Bản học quân sự, rồi qua Trung Quốc mưu tập hợp lực lượng chống thực dân Pháp. Ông bị giặc bắt đưa về nước, chúng khoét bàn chân ông, luồn dây thép buộc chân vào xích sắt. Ngày 30 tháng 8 năm 1917, cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. Lương Ngọc Quyến được giải thoát và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Ông hy sinh nhưng tấm lòng chung với nước của ông còn sáng mãi. Theo tác giả Lương Quân. Như vậy ở đây các con thấy rằng văn bản này đã giới thiệu tới chúng ta một nhân vật lịch sử, đó là Lương Ngọc Quyến. Và thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu đôi điều về Lương Ngọc Quyến. Thì trên màn hình các con, đây chính là chân dung người anh hùng yêu nước Lương Ngọc Quyến. Ông sinh năm 1885 và mất năm 1917. Ông là một nhà yêu nước. Ông đã tham gia kháng chiến chống Pháp và bị giặc bắt. Khi bị giặc bắt thì chúng tra tấn ông rất dã man. Đó là gì nhỉ? Chúng khoét bàn chân ông này, luồn dây thép buộc chân ông vào xích sắt. Ông được giải thoát vào ngày 30 tháng 8 năm 1917 khi cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. Tuy nhiên thì ông đã tham gia cuộc khởi nghĩa này và đã hy sinh. Như vậy thì chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu và biết thêm về một người anh hùng yêu nước, đó là anh hùng Lương Ngọc Quyến. Bây giờ thì các con hãy tìm trong đoạn văn này những từ nào mà các con cảm thấy là khó viết hoặc khi viết chúng mình hay sai. Ở đây thì chúng mình sẽ thấy những từ đầu tiên là từ Lương Ngọc Quyến này, Lương Văn Can này, Trung Quốc này, lực lượng, Pháp, khoét, luồn và giải thoát là những từ mà các con cần phải chú ý khi chúng mình viết. Bây giờ các con hãy đọc lại một lần nữa những từ này cùng với cô. Lương Ngọc Quyến, Lương Văn Can, Trung Quốc, lực lượng, Pháp, khoét, luồn, giải thoát. Bây giờ các con hãy lấy giấy nháp viết những từ này ra giấy nháp của mình. Bây giờ trước khi các con bắt đầu viết bài chính tả này thì các con hãy chỉ ra cho cô những tên riêng cần viết hoa. Ở đây chúng mình sẽ phải viết hoa Lương Ngọc Quyến này, Lương Văn Can này, Nhật Bản này, Trung Quốc, Pháp, Thái Nguyên, Đội Cấn. Đó là những từ mà các con lưu ý là chúng mình phải viết hoa. Ở đây, đây thì là một đoạn văn xuôi. Chính vì vậy, trước khi viết thì chúng mình chỉ cần lùi vào một ô. Bây giờ thì các con hãy lắng nghe cô đọc bài và chúng mình viết bài. Các con hãy ghi cho cô thứ ngày tháng chính tả và lùi 4 ô để viết tên bài chính tả ngày hôm nay. Lương Ngọc Quyến. Các con có thể tạm dừng đoạn video ở đây để chúng mình hoàn thành 3 mục này.
Sau khi hoàn thành xong thì các con hãy tiếp tục lắng nghe và viết bài. Các con lùi vào một ô, bắt đầu viết bài. Lương Ngọc Quyến. Lương Ngọc Quyến. Là con trai. Là con trai. Nhà yêu nước. Nhà yêu nước. Lương Văn Can. Lương Văn Can. Lương Văn Can chúng mình chú ý phải viết hoa. Chấm. Nuôi ý chí. Nuôi ý chí. Nuôi ý chí. Khôi phục non sông. Khôi phục non sông. Phẩy. Ông tìm đường. Phẩy. Ông tìm đường. Sang Nhật Bản. Sang Nhật Bản. Học quân sự. Học quân sự. Phẩy. Rồi qua Trung Quốc. Trung Quốc chúng mình phải viết hoa. Rồi qua Trung Quốc. Rồi qua Trung Quốc. Mưu tập hợp. Mưu tập hợp. Mưu tập hợp. Lực lượng chống thực dân Pháp. Mưu tập hợp lực lượng. Chống thực dân Pháp. Chống thực dân Pháp. Pháp chúng mình viết hoa. Chấm. Ông bị giặc bắt. Ông bị giặc bắt. Ông bị giặc bắt. Đưa về nước. Đưa về nước. Đưa về nước. Chấm. Chúng khoét bàn chân ông. Chấm. Chúng khoét bàn chân ông. Chúng khoét bàn chân ông. Phẩy. Luồn dây thép. Phẩy. Luồn dây thép. Phẩy. Luồn dây thép. Buộc chân vào xích sắt. Buộc chân vào xích sắt. Buộc chân vào xích sắt. Chấm. Ngày 30 tháng 8.
năm, một, chín, mười, bảy. Ngày 30 tháng 8 năm 1917. Phẩy, cuộc khởi nghĩa. Phẩy, cuộc khởi nghĩa. Phẩy, cuộc khởi nghĩa. Thái Nguyên. Thái Nguyên. Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên. Do đội Cấn lãnh đạo. Do đội Cấn lãnh đạo. Do đội Cấn lãnh đạo. Bùng nổ. Do đội Cấn lãnh đạo. Bùng nổ. Chấm. Lương Ngọc Quyến chúng mình viết hoa. Lương Ngọc Quyến được giải thoát. Chấm. Lương Ngọc Quyến được giải thoát. Chấm. Lương Ngọc Quyến được giải thoát. Và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Chấm. Ông hy sinh. Chấm. Ông hy sinh. Chấm. Ông hy sinh. Phẩy. Nhưng tấm lòng. Phẩy. Nhưng tấm lòng. Phẩy. Nhưng tấm lòng. Chung với nước. Chung với nước. Chung với nước. Của ông còn sáng mãi. Của ông còn sáng mãi. Của ông còn sáng mãi. Chấm hết. Các con sẽ lùi 6 ô và ghi tên tác giả Lương Quân. Bây giờ thì các con hãy lắng nghe cô đọc một lần để chúng mình soát lỗi. Lương Ngọc Quyến. Lương Ngọc Quyến là con trai nhà yêu nước Lương Văn Can. Chấm. Nuôi ý chí khôi phục non sông. Phẩy. Ông tìm đường sang Nhật Bản học quân sự. Phẩy. Rồi qua Trung Quốc mưu tập hợp lực lượng chống thực dân Pháp. Chấm. Ông bị giặc bắt đưa về nước. Chấm. Chúng khoét bàn chân ông. Phẩy. Luồn dây thép buộc chân vào xích sắt. Chấm. Ngày 30 tháng 8 năm 1917. Phẩy. Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. Chấm. Lương Ngọc Quyến được giải thoát và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Chấm. Ông hy sinh. Phẩy. Nhưng tấm lòng chung với nước của ông còn sáng mãi. Theo Lương Quân. Các con hãy kiểm tra lỗi chính tả và ghi số lỗi ở bên lề cho cô. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong phần nghe viết. Bây giờ thì chúng mình sẽ sang đến phần bài tập chính tả. Bài tập đầu tiên, bài tập số 1, đó là ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau. Câu A, trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa tròn 13 tuổi. Câu B, làng có nhiều tiến sĩ nhất cả nước là làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, 36 tiến sĩ. Và ở đây các tiếng im
các tiếng in đậm thì cô đã để thành các tiếng có màu vàng ở đây. Vậy thì nhiệm vụ của con bây giờ đó chính là các con sẽ ghi lại phần vần của các tiếng Trạng Nguyên, Nguyễn Hiền, Khoa Thi, Làng Mộ Trạch, Bình Giang theo mẫu dưới đây. Ví dụ tiếng làng thì có Vân An. Như vậy tương tự các con sẽ làm đối với các tiếng còn lại. Sau đó thì cô trò chúng mình sẽ cùng kiểm tra. Ở đây chúng mình có từ đầu tiên là từ Trạng. Tiếng Trạng sẽ có vần là vần An này. Tiếng Nguyên thì sẽ có vần là vần Uyên. Tiếng Nguyễn sẽ có vần là vần Uyên. Tiếng Hiền sẽ có vần là vần Yên. Tiếng Khoa sẽ có vần là vần Oa. Tiếng Thi sẽ có vần là vần Y. Tiếp tục, tiếng Làng thì sẽ có vần là vần An. Tiếng Mộ sẽ có vần là vần Ô. Tiếng Trạch thì có vần là vần Ách. Tiếng Huyện sẽ có vần là vần Uyên. Tiếng Bình sẽ có vần là vần Inh. Tiếng Giang sẽ có vần là vần An. Như vậy, dựa vào bảng này thì các con có thể rút ra được một kết luận như ở bên dưới, đó chính là mô hình cấu tạo tiếng sẽ gồm âm đầu, vần và dấu hành. Chúng ta hoàn thành xong bài tập số 1. Tiếp theo bài tập số 2. Chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần dưới đây. Và họ cho chúng ta một mẫu, đúng không? Một bảng về mô hình cấu tạo vần. Cột thứ nhất sẽ là tiếng. Tiếng ở đây ví dụ là tiếng Nguyên thì phần vần của nó chúng mình vừa tìm được là vần Uyên. Và trong vần này thì lại sẽ có là âm đệm này, âm chính và âm cuối. Ví dụ vần Uyên thì âm đệm là U, âm chính là Ie và âm cuối là N. Tương tự như thế thì các con sẽ kẻ cho cô một bảng như thế này vào trong vở và chúng mình sẽ làm tương tự với các tiếng còn lại. Bài tập này khá là đơn giản, các con hãy hoàn thành vào trong vở viết, sau đó thì cô trò mình cùng nhau kiểm tra lại kết quả. Ở đây, tiếp theo, tiếng Trạng thì chúng mình vừa tìm được nó có vần là vần An. Vậy thì âm chính sẽ là A và âm cuối sẽ là Ng. Tiếp theo tiếng Nguyễn. Tiếng Nguyễn thì chúng mình vừa tìm được vần là vần Uyên. Vần Uyên thì âm đệm là âm U này. Vần là Ie và âm cuối là N. Tiếng Hiền. Tiếng Hiền chúng mình vừa tìm được vần của nó là vần Yên. Vần Yên thì âm chính Ie và âm cuối là N. Tiếp theo tiếng Khoa. Tiếng Khoa thì chúng mình sẽ có vần là vần Oa. Vần Oa thì sẽ có âm đệm O và âm chính A. Thi. Thi thì chúng mình vừa tìm được vần của nó là vần Y và âm chính của nó cũng là âm Y. Tiếp theo này, Làng. Làng có vần là vần An. Vậy thì sẽ có âm chính là âm A và âm cuối là âm Ng. Mộ. Mộ thì sẽ có âm chính là âm O. Trạch. Tiếng Trạch thì có vần là vần Ách. Vậy thì âm chính sẽ là A và âm cuối sẽ là chờ. Tiếng Huyện. Huyện thì sẽ có vần là vần Uyên. Âm đệm sẽ là U, âm chính là Ie và âm cuối là N. Bình. Bình sẽ có vần là vần Inh. Vần Inh thì sẽ có âm chính là âm Y và âm cuối là âm Nhờ. Giang. Giang thì có vần là vần An. Âm chính là A và âm cuối là Ngờ. Như vậy thì cô trò chúng ta đã vừa cùng nhau hoàn thành hai bài tập chính tả rồi, đúng không nào? Như vậy trong tiết chính tả ngày hôm nay, cô trò chúng mình đã cùng nhau viết, nghe viết bài chính tả Lương Ngọc Quyến và đồng thời các con đã làm các bài tập ôn tập về cấu tạo của vần. Như vậy ngày hôm nay tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học lần sau. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.